Nay trời sương mù, các cụ chùa Nghiêm Phúc Nghiêm Thôn đi lễ chùa Giảm. Mà sương mù ghê quá. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm Giáp Thìn, tín chủ chùa Nghiêm Phúc đi lễ chùa. Cứu xin Đức Phật từ bi chứng giám lòng thầy chúng con, ta ơn phù hộ độ trì chúng con luôn được bình an khỏe mạnh, điều lành mang đến nhiều dự mong mọi sự tốt lành. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mm-hmm.